Hi everyone, xin chào mọi người. Today, we're gonna learn five phrases of words. Hôm nay chúng ta tiếp tục học 5 cụm từ. Is the list of the words today. Đây là cái danh sách từ vựng ngày hôm nay. Mọi người nhìn thấy chưa? Đó, anh sẽ học 5 cụm. Thứ nhất, đó là unsolicited advice. Unsolicited advice nghĩa là lời khuyên không được yêu cầu, không được yêu cầu mà cũng đưa ra lời khuyên thì đó là một cái lời khuyên không hay, đúng không ạ? Unsolicited advice là một lời khuyên không được yêu cầu, rất là vô duyên, đúng không? Tôi không bao giờ đưa ra cho ai những lời khuyên không được yêu cầu thì mình nói là I never give anyone unsolicited advice. I never give anyone unsolicited advice. Nghĩa là I never give anyone. Unsolicited advice. I never give anyone unsolicited advice. Unsolicited advice là lời khuyên không được yêu cầu. Tốt nhất là đừng đưa ra những lời khuyên mà không được yêu cầu. Đó. Ai hỏi, ai ai mà hỏi mình thì mình mới mới nên đưa ra lời khuyên, chứ không nên đưa ra lời khuyên vội vàng vì chúng ta ai cũng biết được vấn đề của mình rồi và họ sẽ biết tự biết cách giải quyết, chứ không nên đưa ra những lời khuyên thừa thãi và không được yêu cầu. Đó thì cái cụm unsolicited advice là một từ rất hay. Unsolicited advice, mọi người có thể nhắc lại ghi vào để cho nhớ. Đây là một cụm danh từ ạ, cấu tạo bởi tính từ và danh từ adjective and noun. Tiếp theo là một cái tính từ be qualified là đủ tư cách. Tôi không đủ tư cách để đưa ra cho bạn lời khuyên thì mình nói là I'm not qualified to give you advice. 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 Not qualified to give you advice. Rất là hay, qualified. Tôi không đủ tư cách để dạy bạn. I'm not qualified to teach you. I'm not qualified to teach you. Đó. Tiếp là cụm bear in mind, là một động từ bear in mind. Hãy bằng với remember, hãy ghi nhớ nha. Làm ơn hãy ghi nhớ rằng tôi không bao giờ đưa ra cho bạn những lời khuyên không được yêu cầu. Thì mình nói là please bear in mind that I never give you unsolicited advice. Please bear in mind that I never give you any unsolicited advice. Đó. Please bear in mind that I never give you an unsolicited advice. Please bear in mind that I never give you any unsolicited advice. Làm ơn hãy nhớ làm bài tập về nhà nhé. Thì mình nói là please bear in mind that. Please bear in mind doing homework. Đó. Please bear in mind doing homework. Hãy làm ơn làm bài tập về nhà nhé. Hãy nhớ tắt điện nha. Please bear in mind please bear in mind switching off the light. Như vậy. Hãy làm ơn ghi nhớ rằng là học tiếng Anh cần phải chăm chỉ. Thì mình nói là please bear in mind that learning English is learning English needs persistence.
Persistence, cần sự kiên trì. Please bear in mind that learning English needs persistence. Needs resistance. Cần sự kiên trì, resistance. Tiếp ạ. Toxic relationship, đây là một cụm danh từ có cấu tạo bởi tính từ và danh từ toxic relationship. Mối quan hệ độc hại. Mối quan hệ độc hại. Mình sẽ đặt câu với mối quan hệ độc hại. Chúng ta nên buông bỏ những mối quan hệ độc hại thì mình nói là we should release toxic relationships. 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 Chúng ta nên buông bỏ những mối quan hệ độc hại. Toxic relationships. Tôi không có nhiều mối quan hệ độc hại thì mình nói là I do not have money in toxic relationships. Tôi không có bất cứ mối quan hệ độc hại nào. Mình nói là I don't have any toxic relationship. Đó. Tiếp theo là giữ và buông. Giữ và buông là keep and release. Chúng ta nên biết được cái gì cần giữ và cái gì cần buông thì mình nói là we should know what to keep and what to release. We should know what to keep and what to release. Giữ và buông. What to keep and what to release. We should know what to keep and what to release. Đó, giữ và buông. We should know what to keep and what to release. Cuộc đời sẽ rất là nặng nề nếu chúng ta cứ giữ rất nhiều thứ mà không chịu buông bỏ. Nên chúng ta phải cần biết được cái gì cần giữ, cái gì cần buông. We should know what to keep and what to release. Đó là năm cụm từ tương ứng với các câu ví dụ. Mọi người có thể đặt thêm câu ví dụ. Ta sẽ ôn lại. Number one, giữ và buông là keep and release. Thứ hai, mối quan hệ độc hại là toxic relationship. Tiếp theo, lời khuyên không được yêu cầu. Unsolicited advice. Unsolicited advice. Yep. Hãy ghi nhớ. Bear in mind. Bear in mind. Hãy ghi nhớ. Và cụm cuối cùng đó là gì ạ? Keep and release toxic relationships. Unsolicited advice. Bear in mind. Cụm tiếp theo là be qualified. Đủ tư cách để làm gì đó. Be qualified to do. Đó. Mọi người sẽ phải ghi lại và có thể đặt câu thêm. Khi đặt câu thì chúng ta nhớ là mình cần phải biết được đây là thành phần gì trong câu. Ví dụ như là đây là động từ ấy, thì sẽ cần chủ ngữ đúng không? À, chúng ta nên buông bỏ, chúng ta nên giữ những thứ cần thiết và buông bỏ những thứ không cần thiết. Thì mình nói là
Đó, ban đầu tiên biết một câu cần là chủ ngữ này. Chúng ta, we should keep, chúng ta nên giữ necessary những thứ cần thiết, và buông bỏ là release unnecessary thing. Chúng ta nên giữ những thứ cần thiết và buông bỏ những thứ không cần thiết. Đó. À, đây là câu 2 thì cũng là một danh từ. Danh từ thì có thể là đứng đầu câu hoặc là làm tân ngữ đứng sau động từ, đúng không ạ? Có thể đứng sau động từ, ví dụ như là tôi không có nhiều mối quan hệ độc hại. Còn phải chờ chủ ngữ là trước này, chủ ngữ là tôi. Đó. Tôi không có là I don't have any toxic relationship. Tôi không có bất cứ mối quan hệ độc hại nào cả. Mọi người xung quanh tôi đều rất là tích cực, lạc quan, yêu đời. I don't have any toxic relationship. Đó. Unsolicited advice là lời khuyên không được yêu cầu. Một danh từ để có thể làm tân ngữ, ví dụ như là tôi không đưa cho bạn lời khuyên không được yêu cầu. I never give you unsolicited advice. Một câu bất kỳ đều có hai phần chính, nó chủ ngữ và động từ. Đây là chủ ngữ, đây là động từ. Thì cái từ này nó đứng ở sau chủ, sau động từ, có nghĩa là một tân ngữ. Unsolicited advice. Bear in mind là một động từ. Đó, mình thêm chủ ngữ vào. Nếu mà câu này không có chủ ngữ, mình có hiểu hiểu nghĩa là đề nghị ai đó. Please bear in mind. Ví dụ như là bear in mind that hãy để ý là hãy nhớ là gì đó. Hãy nhớ là chúng ta cần phải hoàn thành bài tập đúng giờ. Đúng không? Complete our homework on time. Đó, chúng ta nên hãy nhớ rằng chúng ta cần phải hoàn thành bài tập đúng giờ. Please bear in mind that we should complete our homework on time. Be qualified to. Đây là một tính từ. Tính từ đây phải sau động từ to be, đứng sau động từ to be. Đấy, chủ ngữ này. Đó. Chủ ngữ này. Chủ ngữ cộng với to be. I am never qualified to give you unsolicited advice. Tôi không đủ tư cách để đưa ra cho bạn những lời khuyên không được yêu cầu. I'm never qualified to give you unsolicited advice. Đó. Bây giờ Loan sẽ nói tiếng Anh và Loan sẽ nói tiếng Việt, mọi người sẽ nói tiếng Anh cũng đó nha. Nói và viết. Lời khuyên không được yêu cầu. Very good. Unsolicited advice. Thứ hai đó là đủ tư cách. Be qualified. Good job. Thứ ba đó là gì ạ? Bear in mind. À, hãy ghi nhớ. Bear in mind. Good. Cụm thứ tư, giữ và buông. Excellent. Keep and release. À, cụm thứ năm, cụm cuối cùng. Đó là những mối quan hệ không độc hại. Những mối quan hệ độc hại là toxic relationship. Toxic relationship. Very good. Đó là năm cụm chúng ta học ngày hôm nay, rất là hay đúng không ạ? So thank you, cảm ơn mọi người. Hôm nay chúng ta chỉ học đến 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 đây thôi ạ. Cảm ơn mọi người và chúc mọi người ngủ ngon và hãy nhớ xem video, nói và viết lại thật nhiều lần để mà nhớ được.
các từ vựng ngày hôm nay. Thank you. Bye.